Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã trở lại ha. Thì hôm nay em tiếp tục đi khám phá ngôi nhà hoang này cả nhà, thay mặt thợ săn ma Vlog ha. Phía sau em đây là một ngôi nhà hoang đã bỏ hoang khá là lâu rồi cả nhà. Thì không dài dòng nữa thì mời cả nhà cùng em vào khám phá ngôi nhà này nha. Bên ngoài thì có rất là nhiều bụi tre này cả nhà. Ồ, bên kia thì nó có một cái cây cổ thụ này. Cây này hình như là cây xoài á cả nhà. Phía sau ngôi nhà này là cây cối rậm rạp luôn cả nhà, nhìn rất là ghê luôn. Phía trước chỗ cái cây này là người ta có để mấy cái lư hương này cả nhà, lư hương với cái bình bông này. Cả nhà xem thấy hay thì ủng hộ hai anh em nha, loại hình Vlog 76 và thợ săn ma 86 nha cả nhà. Wow, đây là phía trong của ngôi nhà này cả nhà ơi. Cái cánh cửa này là nó đã mục và nó đã vỡ xuống đất rồi cả nhà. Nhìn cái tổng thể đằng trước ngôi nhà thì rất là ớn lạnh luôn cả nhà ơi. Ở đây là nó có cái bàn cúng nè, hình như là cái bàn này là để cúng ngoài sân đó cả nhà. Lạnh sống lưng luôn cả nhà. Wow, em mới vừa nghe cái tiếng một con mèo cả nhà. Cửa sổ này là nhìn ra là thấy nguyên được cái cửa sổ sổ đằng sau luôn nha cả nhà. Ấn lạnh. Wow, nổi gà ốc hết cả nhà ơi. Coi này, cái khung cửa sổ bằng sắt mà bây giờ nó không còn là cái khung nữa mà là nó đã gãy ra rồi cả nhà ơi. Ớn lạnh. Không hiểu tại sao trong ngôi nhà này là vừa bước vào cái là ớn lạnh luôn cả nhà. Có vẻ là âm khí đang rất là nặng nề và có những hồn ma xung quanh đây, người ta trú ngụ ở trong đây nhưng mà mình không thể nào mà thấy được cả nhà. Thì trước hết thì em sẽ thắp nén hương nha cả nhà ơi, để mà cầu bình an cho mình cũng như là thắp cho những vong hồn một nén hương để cho người ta ấm lòng cả nhà, cầu mong cho họ sớm siêu thoát nha cả nhà.
Rồi thì em có khấn vái cái nha, để mà vào đây cho an toàn. Mọi người lưu ý là không được bắt chước dưới mọi hình thức nha. Đây, em vừa thắp hương xong. Cái gian thờ này rất là lớn rồi cả nhà. Không hiểu tại sao lại có dao lam trên này. Và một cái thước này là hình như là thước lỗ ban cả nhà. Bây giờ thì mình cùng tiến sâu vào trong ngôi nhà nha. Có vẻ như là cái ngôi nhà này thiết kế rất là nhiều cửa sổ này. Nãy giờ ớn lạnh hết cả nhà ơi. Vào ngôi nhà này là thấy lạnh sống lưng liền. Coi này cả nhà. Thấy ớn lạnh không? Bây giờ là lạnh hết cả người luôn rồi. Dường như ngôi nhà này là có một thế lực tâm linh nào đó mà không ai dám sửa chữa lại ngôi nhà này để mà sinh sống cả. Đây nè cả nhà. Dưới thì nó có một cái áo của trẻ em, cái miếng miếng nệm để lót cho trẻ em nè cả nhà. Wow. Đây là cái bàn ăn cơm. Bàn ăn cơm này rất là đơn sơ và cũ kỹ nha cả nhà. Chu cha. Xung quanh ngôi nhà thấy kinh dị quá cả nhà. Ngôi nhà hoang này là ngôi nhà kinh dị nhất từ trước tới giờ cả nhà. Có lẽ là ở đây nhiều người bị ma nhát cho nên là người ta bỏ hoang rồi cả nhà. Lạnh sống lưng cả nhà ơi. Em vừa nghe một tiếng động nào đó rất là ghê lạnh. Cái ổ điện này. Ui. Em vừa nghe một cái tiếng con mèo nó kêu cả nhà ơi. Lạnh sống lưng quá. Đây là cái gian nhà vệ sinh này. Dường như là có tiếng con mèo kêu. Cái cửa này là cái cửa mà thông ra cái khu nhà sau nè cả nhà. Đằng sau là nó có một cái bụi tre rất là lớn. Lát nữa là em sẽ quay cho cả nhà mình cùng xem ha. Em vừa nghe cái tiếng mèo kêu ở đâu đây nè cả nhà. Trong cái lu này là đợt trước là em vừa thấy nó đóng lại rồi. Nhưng mà không hiểu tại sao bây giờ nó lại mở mở toang ra cả nhà. Ở dưới thì có chén dĩa này. Chén dĩa này mà 100 năm nữa là có thể là thành đồ cổ nha cả nhà. Wow, nhìn những cái đồ cũ kỹ trong này mà thấy nổi da gà hết cả nhà. Chu cha, đây là một cái bát hương. Vừa nghe tiếng mèo kêu ở đâu đây nè cả nhà. Em chưa phát hiện ra. Đây là hình như là một cái chuồng nuôi con gì đây cả nhà. Nhưng mà theo thời gian thì người ta cũng không còn nuôi nữa. Và là chủ đi thì vật cũng đi theo luôn. À chắc có lẽ là những con mèo nó đã vào cái tủ này để mà để nè. Nhưng mà cái tủ này nó bị ngăn cách bởi cái ấy rồi. Em không thể nào mà em mở ra được. Cả nhà thấy hay thì cho em loại hình vlog 76 và thợ săn ma 86
một like và một bình luận và một lượt đăng ký kênh nha cả nhà ơi. Chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe và bình an may mắn nha cả nhà. Đây là cái gian nhà giữa nè cả nhà. Dường như cái gian nhà giữa là nó được bọc cao lên. Wow, nhìn cái bàn này, cái cửa sổ ai mà để lên đây vậy ta? Nhìn ngang thì giống như một cái quan tài luôn cả nhà. Đây nè cả nhà ơi, phía sau ngôi nhà là nguyên một bụi tre lớn luôn. Rất là ghê luôn nha cả nhà. Nhà mà có bụi tre là rất là dễ có nhiều vong linh đó cả nhà cư ngụ tại đó. Chắc ngôi nhà này đã bị ma nhát là nhiều, rất là nhiều lần rồi, cho nên ai mà dám ở đâu ta. Trên này thì có cái gì đây, dường như là tóc của một ai đó, có cái dây kẽm này nó chén ngang ở giữa nè, rất là kỳ lạ luôn nha cả nhà. Căn phòng bên này thì chẳng có gì cả ngoài cái tôn nó bị sụp xuống rồi cả nhà, còn cánh cửa là hình như có vẻ là nó đã bị rớt ra luôn rồi. Thì như quý vị khán giả cũng đã thấy ha, những ngôi nhà hoang thường thường là người ta đều gỡ cửa sổ ra hết cả nhà, để mà nó lưu thông cái khí huyết ở trong ngôi nhà, chứ để ngôi nhà âm khí nhiều quá không có tốt cả nhà. Vừa nói xong rồi ở đằng sau ngay cái tiếng cửa rất là lớn. Hiện tại thì em đang có một mình trong căn nhà này. Em cũng rất là mạnh mẽ luôn nha cả nhà. Thay mặt thợ săn ma 86 để mà quay. Cả nhà thấy hay thì ủng hộ hai anh em nha. Bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Cả nhà mình xem video vui vẻ nha cả nhà. Bye bye.